Lệnh trừng phạt kinh tế dành cho Nga do cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đã và đang tác động sâu sắc đến kinh tế tài chính thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Các tác động được nhận định từ chuyên gia kinh tế. Theo thống kê năm 2021, thị trường Nga và Ukraine chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tuy vậy, những hệ lụy từ chính sự của Nga tại Ukraine đối với nền kinh tế nước ta là không thể tránh khỏi. Xung đột Nga-Ukraine đã làm gián đoạn cái việc đường cung vận chuyển dầu, dầu lửa. Vì thế mà giá dầu thế giới đã tăng mạnh. Giá dầu tăng sẽ để cho chi phí vận chuyển, chi phí logistics và các chi phí khác có liên quan tăng mạnh và gây áp lực tới lạm phát. Đối với họ thì chúng ta vẫn là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nhất. Nhất là về nông sản, rồi dầu khí. Theo chuyên gia, xung đột của Nga tại Ukraine sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gia tăng lạm phát. Điều đó sẽ tạo sức ép cho Việt Nam trong ngắn hạn, đặc biệt khi chúng ta đang thực hiện hàng loạt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng năm nay là 6-6,5% và kiềm chế lạm phát dưới 4% là thách thức không nhỏ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.